Con kỳ cục quá, thôi con làm vậy con không đồng ý đâu. Con đồng ý gì vợ, đưa cô đưa con 100.000 đi rồi rồi cô bắt xe khác cô đi. Sự việc do camera an ninh nhà người dân ghi lại. Con ơi con, sao cô thấy ở đây sao mà vắng vẻ quá, tới thui vậy, tới chỗ nhà của con cô chưa? Dạ. Nơi chưa? Để con coi lại cái bản đồ với cô. Ê dạ. Trời, cái bản đồ nhà con cô xa lắm á. Nó nằm tuốt ở bên kia kìa, bây giờ đi qua bển cũng phải mười mấy cây á. Không mấy rồi, giờ cô cho con xin 300 nha. Sao hồi nãy con nói cô là chở tới nơi, cô con tính cô 100 mà bây giờ chưa có tới nơi, nửa đường mà con đòi tới 300. Trời ơi, hồi nãy là con tưởng đâu là nhà con của cô là dòng ở khu vực này. Đó là con mới nói cô là 100.000. Còn bây giờ đó, nhà cô là con cô là tuốt bên kia lận. Tại giờ từ đây chạy qua bển thêm phải mười mấy cây nữa. Thì giờ con xin cô thêm chút tiền xăng nữa thì cô gửi cho con 300 đi rồi con chở cô qua bển luôn. Con kỳ cục quá, thôi con làm vậy con không đồng ý đâu. Con đồng ý gì vợ, đưa cô đưa con 100.000 đi rồi rồi cô bắt xe khác cô đi. Chú ơi chú. Chú ơi, cái chú này kỳ quá. Nói hứa là chở tới nhà con tôi làm 100.000. Rồi bây giờ chưa có tới nhà. Chưa có nửa đường à, là chú đòi tôi tăng tiền lên là 300.000. Tôi đâu có tiền đâu trả. Con bắt xe nãy đâu? Em chở cô tuốt ở ngoài bến xe đi vô đây á, là hết nửa tiếng đồng hồ của em. Là em tưởng nhà con cô ở khu vực này, ai dè nó nằm tuốt ở bên nhánh bên kia. Là giờ chạy qua bển phải mười mấy cây nữa. Giờ đường cũng tối rồi, em xin cô giờ cho em xin 300 đi. Rồi em chở qua tới bển rồi em chạy về. Giờ em qua bển rồi em đâu có bắt được khách nữa đâu. Không, em nói vậy cũng đúng mà, em nhận giá nhiều em phải lấy nhiều chứ. Dừng ra giữa đường rồi em đòi thêm tiền sao được. Hôm ấy giờ anh giải quyết vậy nè, nhiêu tiền chở từ đó qua đây nhiêu tiền? Thì nãy em nhận chở qua đây là 100.000 đó. 100.000 đúng không? Có gì anh từ từ nói chứ, mà người lớn mà anh cứ giật anh cướp giữa đường tối thui mà. Em nói cô mà cô không chịu chứ bộ. Nè, nhà con cô ở đâu, để cho con địa chỉ đi, con chở qua cho. Nhà cô, con của cô là ở đường Phú Thọ, đường hẻm 25. Dạ, để cô bước qua đi. Nhiều khi con biết ở đâu lên, con bắt xe gặp mấy hạn người vậy á. Thôi, để đấy. Cảm ơn con. Để địa chỉ đường chở qua nha. Giờ tối cũng khó bắt xe. Để lên đi con. Con có liên lạc với con cô hả? Không có gọi được con ơi, gọi nó không nghe máy. Clip chỉ tái hiện lại tình huống có thật. Theo các bạn, tình huống trên ai đúng ai sai?